Feel uninvited. Left home in West LA. I'm not excited. So yeah, yeah. MD, JPB. It's only right, baby. Yeah, why you mad? Chào mừng anh em trở lại kênh của mình. Tiếp tục kêu gọi anh em hỗ trợ đăng ký kênh Up Simpson nha anh em. Chỉ cần đăng ký thôi được rồi, cái kênh mới mở anh em, để nấu ăn đó. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều ha. Ok anh em, trước khi vô clip thì anh em nên vô cái trong store mở Buckry anh em, để lấy DP cho anh em. Nói chung clip nào mình cũng nhắc anh em ha. Đấy, mỗi ngày nó cho mình 2,000 điểm anh em. Nhớ lấy nha anh em, sáng lấy hôm chiều mình lấy tiếp ha. Đấy, cứ 10 tiếng nó mở cho mình lần. Ok anh em, hôm qua bên mình cầu quảng cáo nha, lấy thêm 500 điểm nữa nha. Đó, thì hôm nay mình sẽ làm một clip về LW cho anh em. Nói chung mình update những con sự kiện mới cho anh em vô đây luôn. Đó, ok anh em, giờ mình lấy điểm P nha anh em. Ok rồi, bây giờ mình ra mình làm nhiệm vụ ngày xong hết rồi nha anh em. Giờ mình lấy nha. Đó, nhiệm vụ ngày á, anh em nhớ là nhiệm vụ ngày ha, để lấy điểm cho sự kiện này nè. Sự kiện này cũng khá nhẹ anh em, nói chung là không có gì phải cày nhiều hết á, chỉ làm nhiệm vụ ngày thôi với coi quảng cáo rồi lấy điểm bon thôi. Nói chung sự kiện này cũng hơi chán anh em, mà nó cũng hơi hút máu á. Đó, cho anh em phải build đội hình, lấy muốn lấy con vợ 107, 108 thì phải build ô đi đội hình lấy cầu thủ khá cao, khá tốn coi đó. Nói chung sự kiện này thì mình cứ cày chơi thôi anh em ơi, đến đâu hay đến đó anh em ơi. Đó, thì anh em cứ hoàn thành nhiệm vụ ngày đi để lấy những cái điểm bon á. Đó, mình chơi quay nhân phẩm, lỡ may chúng được con 104, 102 ngon ngon được anh em, cho vô đội hình chơi anh em. Đó, cái hạt này hơi cùi anh em, giờ mới lên VIP 6 nè. Đó rồi, ok anh em, giờ mới tiếp tục mình lấy hết luôn cái mấy cái điểm trong ngày nha anh em. Đó, thì nói chung trước khi vô clip thì mình nhắc nhở anh em ha. Đó, chơi lấy điểm hàng ngày nè. Đó, mở bắt nè, lấy điểm P nè. Đó, để nâng cấp đội hình hoặc là up chém lên nè. Đó, nói chung clip nào mình cũng nói hết đấy. Bây giờ mình sẽ lấy hết luôn cái điểm hàng ngày luôn nè, kim cương nè, còn quảng cáo thì tí mình coi sau anh em. Đó, ok, còn hai cái nữa thì mình lấy luôn ha. Thì sau này mình sẽ làm một số clip cứ ra sự kiện mới anh em, mình sẽ update cầu thủ cho anh em, những cầu thủ nào mà hay gì đó update vô cái clip, một cái clip mới ha cho anh em ha, để anh em theo dõi nó như thế nào. Rồi, ok anh em, bây giờ mình qua cái bát nha anh em, cái bát đây, cái bát mỗi ngày nè, nếu mình đủ điểm thì mình vô mình lấy thôi. Đấy, hôm nay mình như mình được điểm bon anh em, đấy được 15 điểm bon kìa. Đấy anh em nhớ vô lấy ha, cái mạng nó hơi yếu anh em. Nhìn chung là cái dịch Covid này á, thì người ta ở nhà nhiều á, nên ta vô mạng nhiều á, nên yếu lắm em ơi, đã hết chưa hết, lắc lắm. Nên mình cũng lười review cho anh em lắm, mình làm mấy cái clip vui vui giải trí cho anh em thôi, có clip cho anh em chơi thôi. Đó, thì mình được 36 điểm rồi anh em, mình chưa quay đâu, mình để khoảng tầm 100 điểm đi, mình quay nhân phẩm cho anh em ha. Cái gì làm clip cho anh em chơi vui vui đó. Mình sẽ không để dồn 250 điểm quay một lần con 102 đâu anh em, mình sẽ quay cái 5-10 lần sẽ quay cho anh em ha. Này chưa đủ điểm lấy anh em ơi. Đó, thôi mình qua bên phần challenge mod đi em, challenge mod đi. Cái này thì cho chơi có lần anh em, thắng 3 trận là xong rồi. Ngày mai sẽ đậu, bắt đầu sẽ quay lại thi đấu mấy trận đấu với máy nha anh em. Đó, rồi anh em, bây giờ mình sẽ vô clip những con LW hay nhất hiện nay nha anh em. Nói chung mình đánh giá theo tiêu chí gì anh em, tốc độ cho anh em, tại vì cái này là hai tiền đạo cánh anh em, nên phải tốc độ cho anh em. Nói chung mà mình chưa tính đến khả năng dứt điểm gì hết, nhưng mà mình cần tốc độ trước anh em, phải vượt qua nó thì tới đến, tại vì mấy con này á, mấy con hậu vệ giờ nó chạy nhanh lắm, mình không nhanh thì sẽ không lại ở đâu đó. Rồi bây giờ anh em xem nha. You're breaking down my walls again.
yeah. MD, JPB, it's only right, baby. Yeah, why you mad? I got a bad bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stubbed, that's a fact, yo. And if you think I'm running, you can run it back, yo. Go on, run it back. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said, damn, it's gonna be a long night. Woo. Yeah, let's go. Love, love, love. I told Shorty drop it for a real one.